Rồi, bữa nay mình đi xuống vườn nhà ông anh nuôi nha. Có hẹ. Vườn của Hòa Lan là như thế này nè. Đó, hẹ. Đây bà chủ ra cắt hẹ, giờ cắt hẹ được nhiều, bán nhiều. Ở Hòa Lan là cuộc sống Hòa Lan là như thế. Sung sướng lắm nha. Ai cũng tưởng là đi qua đi ra nước ngoài sung sướng lắm. Đúng không chị Tấu? Thật ra, ở Việt Nam á còn mánh mung được chứ ở đây á làm mới ra tiền. Không bỏ công bỏ sức ra thì làm sao có tiền. Mà nhà nước cho ăn á thì ăn đâu có nhiều đâu. Nhưng mà em quay anh em đưa lên YouTube nha, nhớ nghe đừng có nói bậy nha. Đây. À, còn cái này thì ra giúp cá, trời ơi, lên trên quá trời lên luôn nè. Em cắt vài cuốn đi em. Cái này đó thật sự cao giống cá này mà thiệt á, tám nhà của anh Tốt ăn cũng hết đó chứ một mình nhà anh. Đó giờ bầu bí này kia thì mới trồng mới ôm lên thôi. Đó bên kia cũng là hẹ. Đây vườn cây nhà lá vườn. Đây chung vô đây cả gì. Đó cải ôn lát cái cắt cả bề xanh về luôn đó nè em. Anh nói lát anh cũng nhổ bỏ à. Ê Lê Vy, làm gì đó? Đây là cái chòi vườn cải bề xanh. Đó. Bây giờ mới bắt đầu trời ấm ấm cho nên chỉ có cải bể xanh trước thôi. Dĩ hẹ, ớt thì mới trồng. Hủ qua. Hẹ. Hẹ sau này thì mới cắt. Gì con? 13. Ủa sao đếm 13 là sao? Dạ. Ồ, đếm đất giùm cho bác á hả? 16. Dạ. 16. Rồi chứ. Dạ. Con này ớt cũng mới ươm mà trời mới nóng cho nên đó. Ớt mới trồng mà. Đi dưa leo. Đó. Dưa leo trồng ngoài. Trời ấm ấm là mới có đầy đủ nha. Đây cũng ớt. Điểm tới bao nhiêu rồi? Điểm tới bao nhiêu rồi? Điểm tiệt hả? Dạ. Còn này tỏi gấu cũng đem bứng ở ngoài mày kia đem về nhà đi về vườn trồng. Hello. Hello, này cải bề xanh trồng ở ngoài nó không tốt bằng trồng ở trong. Còn này cải cúc. Cải cúc là tầng ô. Ớt. Nó còn bên kia nữa. Chút xíu quay bên kia. Đây là cả muống cũng mới gieo à, tại vì trời mới ấm à. Bắt đầu mới tháng 5 trời mới ấm ấm mà do muốn con gieo mới vừa lên. Ớt. Năm nay anh Tốt trồng ớt nhiều chứ hả? Con này của dê anh. Ớt. Ủa sao của dê anh nhổ bỏ vậy? Cái sình mà mới ra trái nè. Đó, cuộc sống Hòa Lan đó, ở Hòa Lan là vậy đó. Bữa thấy một khúc bắt mấy con hàu á, một con nọc. Đây. Đó, giờ cắt hẹ. Ở Hòa Lan này đó, có tiền, không có tiền phải trông cho. Mà bán cũng cuộc bán kỹ cái đâu mấy đồng đâu.
thấy không? Nhưng mà hè mà trời lạnh cái giờ trời nóng lại nhưng nó vẫn còn giống như bị cháy lá anh Tốt phải không? Đó. Rồi, đây là dân nhà vườn nha. Cực hơn ở Việt Nam nữa nha. Việt Nam ra nước ngoài ở. Bên Việt Nam sướng hơn. Không có tiền cũng tận ngông cần ngông. Giỡn chưa, Việt tính ra Việt Nam sướng hơn mình đây nhiều chứ đâu có ấy đâu. Việt Nam em có vốn trung đỉnh nè, xin lỗi chứ làm ăn ngon hơn đây. Dạ. Việt Nam làm có già làm giàu được, đây không có đâu. Dạ. Đây làm đủ ăn thôi. Đây hẹ cắt xong rồi vô phải lựa lại nè nha. Đây ủa không sao lựa lại cân đủ chưa nhớ cân dư luôn á cân giác luôn để về lặt cộng nào ăn được thì ăn chứ bỏ nhiều lắm uổng. Dạ. Cô nà cộng hẹ nè to dữ lắm luôn á, nó thiệt luôn nè. Nếu mà ai thích ăn hẹ về xào ăn chỗ đã này. Nãy một ký chị cần thành ký hai đúng không, để cho người ta lựa lại. Dạ. Hả ký tư luôn hả? Đúng rồi, đó, thì lựa lê giùm đi. Dạ. Từ hẹ đầu mùa là nước mà nó cũng ngon hết. Nay trời mát chứ. Hôm qua trời nóng cái sợ luôn. Bữa nay mát nhưng mà mai nóng lại tiếp. Quà thay ở Hòa Lan này được có mấy thôi. Lê Bi. Cây này cây sình giờ mới gãy á. Hồi nãy em thấy ở người ta sắp hàng ta mua ấy, em tưởng là cây sình, rốt cuộc là abai. Rồi xài sang nữa đó, thì do đó nên là giờ ở bển tưởng bên này là sung sướng lắm đó. Như ông xui của anh á. Dạ. Lúc cất nhà ai cũng khoái trơn, ưu mà Việt Kiều về. Dạ. Chơi sộp lắm. Rồi bây giờ là hết rồi. Giờ hết rồi, ai cũng cười nói đồ, nó tưởng sao Việt Kiều chơi gì tệ quá. Giờ anh trồng hẹ này anh bán được mấy đồng ký? Bán vài đồng ký à. Sao con? Đang quay phim mà. Quay phim về nè. Ở slow to go auto. Yeah. Mà con đi ra ngoài đó con cẩn thận cái chuyện xe nha. Dạ. Ba cũng đi ra tới giờ. Đi cái quay cắt cải cây xanh nè. Đây cuộc sống ở Hòa Lan là như thế nha. Phải đi bán từng cọng cải, cọng hẹ để sống qua ngày. Dạ. Đây nhìn các coi. Đó. Nhìn các coi, đó, thấy chưa? Cải xanh á ngon, ăn bổ dưỡng không bị bệnh, mát mát ruột mát gan nữa. Mà vừa để dành tiền á, tiết kiệm để dành tiền, còn có tích lai chạy. Đây là cải về xanh ở đây trồng không có thuốc nha. Đó, cải nhà lá dương. Rồi bắt đầu giờ hết hái hết cải về xanh, bắt đầu mình tới trồng hủ qua làm vườn làm vàng sẵn rồi. Mấy chị em á ăn rau á thật sự nó cộng nó nhỏ nhưng mà nó an toàn, không có thuốc, giống như ở các siêu thị nó bán cái lá thiệt là bự, ăn nguy hiểm, cái này 100% luôn, không có thuốc. Mấy chị em an toàn, an tâm đi, ăn cải mình là không bao giờ mà bị bệnh đâu. Đây con giờ trồng bí mới đầu mùa thôi cho nên đang gieo mấy cái dây bí này, bí đỏ, bí gợ rất là ngon, rất là dẻo. Đây nữa nè, tới kỳ tới chừng mà tháng 7 tháng 8 nào có bí lên giờ mới hấp dẫn, quay mới hấp dẫn nha. Còn trong đây là cái vườn
thủ qua mới gieo lên trước à. Đó. Trời mới ấm mà cho nên mới quay à. Tới hẹ đi, nó tới hẹ này kia bán này kia đi, đúng không? Mệt hả? Cái gì làm có chút xíu, làm từ sáng tới chiều là mệt trời. Em đi chơi nãy giờ em còn không thấy mệt, làm từ sáng tới giờ là mệt rồi. Dạ. Nãy giờ em đi KFC đi này kia đi chơi em không thấy mệt, tự nhiên mới cắt hẹ chút xíu mệt rồi. Dạ ơi. Đây nè, ông chủ bà chủ vườn nè. Đúng không? À, không, chủ ở đây mình sơn màu đen, sơn màu đất sình đó. Nãy coi xe xong rồi, không có coi em quỷ kèo rồi. Xe đó không có ưng ý. Đây con này A3 nha, là chế dâu. Đó. Nhưng mà mùa này mới vừa lên nè. Mới trồng chưa có trái. Còn kia là cải. Cải trồng hành. Có mấy cái chút xíu thôi. Đó. Này cái salad. Lê mới có trái mới như vậy rồi. Mới đầu mùa. Hẻ chưa lại lỗ hai lỗ. Dùng cái nhỏ. Đây là cây giống. Cái này cây giống. Cây dưới này cây giống gì nè, bầu bí gì luôn có chị nè. Ủa cây này cây bí hả chị Tấu? Trên thùng xốp này cây bí phải không? Ồ chứ này dưa leo hả? Bầu bí gì, cây này cây giống, ồ này ớt eo ồ. Đó. À, hủ qua giống này lắm đó. Bắt đầu chị dọn kho để gieo cây xuống. Đó. Cái này cái giống để ương trước rồi bắt đầu mới ra, trời bắt đầu ấm mới ra. Bây giờ mới tháng 5 mà ở đây bắt đầu trời bắt đầu mới được nóng, mới được mười mấy 20 độ là mừng quá trời rồi. Đó giờ hẹ nè, không phải ra cái ra ký này nè. Em quay lén có chị có căn ký ăn gian người ta không? Có. Đây cho mọi người về tự ấy thì tại vì hè đâu mùa không có ngon chưa lựa lại thì chỉ cần chỉ cần dư. Cái này là cộng bự không? Đó. Chỉ cần chỉ dư đó. Ký tư luôn á. Đó. Ký hai. Đó ký tư là về là chị hao lại còn ký đó. Chứ bây giờ lựa không biết bao lâu cho rồi. Bán ký có mấy đồng à? Còn đây là cái sình. Nó đang mới ra trái rồi, chưa có lại. Cái sình là kiểu gì quên rồi tiếng cherry là. Ủa tiếng Việt mình kìa, tiếng Việt mình cũng kêu tôi bằng tiếng giống tiếng Anh luôn hả? Tiếng Việt mình làm gì có cái trái này. Ờ đây là mới ra trái rồi. Nhưng mà đậu rất là nhiều ha. Chưa vô mùa bắt đầu chuẩn bị. Ồ mà chị năm nay chị có giống củ sắn luôn hả? Cây này trái quá trời trái luôn á. Nhưng mà giờ chưa ấy đâu. Đây cảnh đồng quê của Hà Lan. Có chú ngựa đang ngồi, đang đứng ăn cỏ. Trái này trái gì không biết trồng. Trái này trái gì không biết nữa nè. Này của Hoa Lan trồng cho nên không có biết. Đó, mình ngồi lặng 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 hẹn này mà kia. À.
trời mà đẹp lên rồi, giờ tự nhiên trời mát lên. Không biết luôn. Ủa trái này trái gì anh Tố? Trái này trái gì vậy? Rồi hôm nay mình đi tham dự của anh nuôi chút xíu nha. Rồi chào các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Hôm nay đi xuống vườn của anh chỉ là thu hoạch bao nhiêu nè. Đó. Đó. Ăn chặt ngoài 1 triệu còn mới ít nữa. Alo. Ăn chặt ngoài 200 triệu còn mới ít nữa. Dạ. Đó. Xuống là thu hoạch được nhiều hẹ nè. Đó, rồi bà chủ có ý kiến gì không? Trọng khu trọng rồi. Trọng khu trọng mong là cắt được nhiều hẹ. 3 đồng, 4 đồng ký đó. Dạ, gao. Coi nhét đầy ở đây luôn nè. Đó, coi nhét xe nào trong cô bốc nữa nè. Không? Đó, không ai đấy, là cô bốc bỏ hẹn đây nữa nè. Đó, thấy không? Đó. Rồi, ok. Bây giờ là mình kết thúc video, đó là một chuyến đi hẹn, nhưng mà về nhà còn bán nữa. Ok, thôi chào chị luôn nha. Tiền vô túi bắt đầu thành công. Dạ. Để chờ quay ông chủ. Chủ môi giới.